Vâng, đồng hồ tôi xin chào tất cả các bác. Trên tay em đây là một chiếc đồng hồ Pozzo Chongzeo, một chiếc bản kỷ niệm chiến thắng chống phát xít 1945 và 1995, bản kỷ niệm 50 năm chiến thắng phát xít. Chiếc Pozzo này về bên sai mặt là 36mm, vỏ toàn thân được mạ vàng. Bác cùng xem cái chiếc Chongzeo này. Tình trạng của chiếc đồng hồ còn rất là đẹp các bác ạ. Chúng ta đi sâu vào mặt bên thiết kế mặt của chiếc đồng hồ này. Đó. Với trung tâm của chiếc mặt số là 4 kim. Thì chúng ta đã biết là một cái kim màu đỏ kia đó là kim kim chỉ kim chuông các bác nhá. Mình đã hẹn giờ theo báo thức tùy theo ý của mình, và cái đúng con này là núm cót kim chỉnh chuông và núm lên cót. Còn đúng bên dưới này là núm chỉnh giờ và lên cót giờ. Đó. Thiết kế rất là đơn giản thôi chiếc đồng hồ này đâu. Với các cọc giờ nổi, đính đá mặt trắng sơn men và biểu tượng của bản kỷ niệm chiến thắng phát xít. Đó. Chiếc gieo này với 18 chân kính, sử dụng bộ máy cơ đinh có tay 2612. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm của chiếc gieo này thì liên hệ Facebook, Zalo, số điện thoại của em. Vâng, xin cảm ơn xem video này.